Xin chào các bác ạ. Hôm nay em xin giới thiệu với các bác bộ cửa tự động nhập khẩu Nga chính hãng Ador Liên bang Nga lắp đặt hoàn thiện trên xe Hyundai Starrex ạ. Đây ạ, đây là toàn cảnh khi lắp xong. Tất cả mọi cái phụ kiện kèm với động cơ đều lắp giấu kín ở trong vách cửa như thế này. Lắp xong thì cơ bản là như zin luôn ạ. Bây giờ em sẽ test vận hành cho các bác nha. Cửa mở ra hết cửa luôn ạ. Ok. Bộ cửa khi lắp đặt xong thì có hai remote như thế này, hai remote độc lập riêng với lại chìa khóa nguyên bản của xe. Chúng ta có thể sử dụng hai cái chìa khóa này hoặc là sử dụng nút ấn ở trên táp lô như thế này ạ. Ngoài ra cái nút ấn này thì còn có cái nút VMAX, tức là cho tốc độ có thể đóng mở lên tới tối đa khi các bác đỗ hoặc là lên các địa hình dốc và nghiêng đấy ạ. Ok. Đấy, đấy là tốc độ lên tới tối đa khi mà xe đang lên dốc. Lên dốc mình sẽ ấn nút đóng mở, đóng cửa xong rồi ấn nút tây mắc cho cửa nó vào hết. Ok. Bây giờ mình sẽ test cái chống kẹt của xe của bộ cửa nhé. Khi mà cửa đang đóng vào, mình tác động một cái lực đẩy ngược chiều, cửa sẽ tự động đẩy ngược trở lại. Cảm biến chống kẹt này được trang bị đa điểm rất là thông minh trên toàn bộ các điểm của cánh cửa xe các bác nhé. Thêm một cái tính năng rất là hữu ích cho bộ cửa này đó là các bác hoàn toàn có thể cài đặt được trực tiếp cái độ rộng cửa và tốc độ đóng mở cửa trên cái remote này. Thông thường thì bên em lắp đặt và sẽ set up về cái tốc độ tiêu chuẩn phù hợp nhất cho việc vận hành của xe. Bộ cửa này thì bên em đang lắp đặt với giá hoàn thiện là 16.500.000, chưa bao gồm VAT, lắp đặt tại Rambo Việt Nam. Các bác có thể liên hệ với chúng em để được lắp đặt hoàn thiện ạ. Xin cảm ơn các bác. Cửa tự động Croco chính hãng Ador Liên bang Nga lắp đặt trên Hyundai Solati. Xe này bác chủ từ Hà Tĩnh chạy xuyên đêm ra Rambo để lắp đặt kìa. Để em test đóng mở cho các bác xem nha. Đóng mở rất là nhẹ nhàng và êm. Các chủ còn lắp thêm màn hình trần nữa. Theo thông số của nhà máy thì Croco có chu kỳ đóng mở lên tới 1 triệu chu kỳ, tương đương với 5 năm hoạt động liên tuyến mà không cần phải bảo dưỡng động cơ. Trong quá trình sử dụng thì các bác nhớ lưu ý bảo dưỡng thường xuyên ổ bi ổ trục của cửa để cho cửa được hoạt động một cách trơn tru. Đóng mở cửa rất là nhẹ nhàng, êm ái. Do là giữ nguyên cơ cấu ngoằm khóa cửa nên là cửa đóng vào được hai nấc, đi thoải mái trên địa hình bằng phẳng dốc nghiêng mà không bị kêu. Chống kẹt đa điểm. Cửa vận hành rất là nhẹ nhàng, êm ái, không cần phải tác động một lực mạnh như là đóng mở cửa bằng tay.
Các bác có nhu cầu lắp đặt thì mời liên hệ qua bên em nhé, Rambo Auto ạ.